Hello các bạn trên QH xin kính chào các bạn chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và tràn đầy năng lượng cảm ơn các bạn rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ kênh QH các bạn đăng ký kênh like và chia sẻ video của các bạn sau phiên tòa phúc thẩm thì bốn người thanh niên trụ cột thiện nga bên bầu với trụ để kiếm tiền để mà tạo ra cái nguồn sống và thiện nga bên bầu với trụ nay đã bị giam và thưa các bạn thì bây giờ tiếp tục thiện nga bên bờ với trụ đã bị khởi tố vấn đề lừa đảo và chiếm đoạt tài sản bắt đầu từ ngày 8 tây tháng 12 năm 2022. Và vụ chiếm đoạt lừa sản này á, thì cơ quan công an của tỉnh Long An chưa khởi tố bị can nhưng mà cho đến ngày 14 tây tháng 3 năm 2023, cơ quan chức năng công an của tỉnh Long An đã vào trong Thiền am bên bờ Vũ Sụ để mà khám xét và đồng thời điều tra việc lừa đảo và chiếm đoạt tài sản đồng thời đã người năm người phụ nữ ở bên Thiện An bên bờ vũ trụ vào lúc 11 giờ 30 sáng ngày 14 tháng 3 để tới trụ sở công an huyện Đức Hòa để lấy lời khai vấn đề lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Cho đến 2 giờ chiều thì chính à, các cô đã được trở về Bên Thiện An bên bờ vũ trụ rất là an toàn. Và trong ngày 14 tháng 3 là một cái ngày mà tất cả mọi người trên cộng đồng mạng rất là lo lắng. Và thưa các bạn, thì chính trong cái ngày này á, thì trên cộng đồng mạng đã vạch trần được cái bộ mặt của cái đám đa đề của cái đám mà chụp lại các bạn chính cái bọn họ này đã lên để mà ma mị à, đã tuyên bố rằng là thiền a bên bầu với chủ đã ký hợp đồng với năm vị luật sư rồi và các bạn biết là làm gì có chuyện đó nếu mà thì nga bên bầu Vũ trụ đã ký hợp đồng với năm vị luật sư thì chắc chắn trong ngày đó năm vị luật sư đã tới thì nga bên bầu vũ trụ để mà làm những giấy tờ pháp lý bọn uh, trục lợi bọn đa đề bọn này nó rất là ma mảnh các bạn bọn chúng nó làm như vậy để gì để mà à, tiếp tục để mà kêu gọi ngầm tiền mạnh thường quân đó à các bạn thấy là chúng nó sẽ gọi điện thoại đến người mạnh thường quân này người mạnh thường quân kia để thành thành lập một cái quỹ cái quỹ để mà trả tiền cho những người luật sư trong cái kỳ mà sơ thẩm phúc thẩm kỳ trước cũng vậy bọn chúng đã kêu gọi tiền mạnh thùng quân ngầm để mà trả tiền cho những vị luật sư thì kỳ này bọn chúng cũng ma mị như vậy các bạn thấy là bọn chúng nó rất là tức bật ha cái nhóm mà đa đề này rất là tức bật chính cái nhóm mặt nạ này ha đã đe dọa các cô ở trong thiền nga bên bờ vũ trụ rất là ghê gớm các bạn vì bây giờ các cô đó À, không chịu nghe lời bọn chúng, bọn chúng nó lên đó, nó hâm dọa các cô. Thậm chí thì bây giờ á bọn chúng nói sao? Các cô phải yên phận thủ thừa, à, không được à làm bất cứ cái gì mà bọn chúng không cho phép. Rồi bọn chúng á bắt các cô phải lên trên mạng công khai để mà cảm ơn những cái người mạnh thường quân của chúng bắt đầu từ ngày 4 tháng 1 nha các bạn, 4 tháng 1 năm 2022 đó. Đó à, thì các bạn biết sao nó lấy cái một cái mốc mà 4 tháng 1 năm 2022 không ạ? À? Thì các bạn thấy là sau cái ngày 4 tháng 1 á, bắt đầu từ ngày 4 tháng 1 năm 2022 thì ba à, thành viên thầy Hoàng Nguyên, thầy Nhất Nguyên và thầy Trùng Dương đã bị à, khởi tố vụ án về vấn đề 331 bộ luật tố tụng hình sự. Thì bây giờ bọn chúng nó bắt các cô lên để mà không cai cám ơn từng những người mạnh thường quân một của bọn chúng. À, đã xây dựng cái căn nhà ở bên thiền a bên bờ vũ trụ là xây dựng bao nhiêu tiền à, để các cô lên cái cô kê khai để chia các bạn để cho công an tỉnh long an à, lấy những cái lời khai của các cô đó người ta gọi là vạch áo cho người xem lưng các bạn thấy là cái đám cái đám mà mặt nạ này nó có kinh khủng các bạn nó kêu các cô lên cảm ơn và các cô phải tự khai ra là số tiền của những người mạnh thường quân mà ủng hộ cho thiện nga bên bầu vũ trụ bao nhiêu tiền trong thời gian mà bắt đầu từ ngày 4 tháng 1 năm 2022 cái tiền xây nhà rồi bất cứ một cái số tiền nào khác để chi để cho cơ quan công an long an thu thập những cái chứng cứ đó để sau này thì có thể là khởi tố các cô khởi tố thiện nga bên bầu vũ trụ vấn đề lừa đảo và chiếm đoạt tài sản các bạn thấy là cái bọn này nó rất là gian manh và nó rất là khủng khiếp hiện nay bọn chúng đã dùng sức ép, nó nói tại các cô ở bên thiện an bên bầu vũ trụ không chịu ký hợp đồng với năm vị luật sư thành thử ra à, mới đến cái nông nổi này. À, ngoài ra thì à, bọn chúng nói tại sao vấn đề mà thanh trần và nguyễn hồng sơn không vào trong thiện an bên Bờ vũ trụ hai luật sư online các bạn nó nói là hai luật sư online ha để mà bảo vệ cho các cô mà hỏi các bạn chứ thanh trần và nguyễn hồng sơn đâu có nhiệm vụ gì đâu có ký hợp đồng gì với Thiện Am mà phải vào trong Thiện Am để mà bảo vệ các cô vấn đề pháp lý các bạn. Chính năm vị luật sư của chúng tôi đó là của chúng nó đó, đó ha, còn chưa bảo vệ được nữa. Chính cái bản thân họ bây giờ còn đang bị tố giác vấn đề 331 bộ luật tố tụng hình sự. Cái bản thân của những cái người luật sư bây giờ còn đang trong vòng nguy hiểm đó kìa. Và ngày hôm nay là ngày 21 tháng 3, Chính luật sư Đặng Đình Mạnh sẽ phải bị đến công an của tỉnh Long An á, bị triệu tập theo như cái đơn triệu tập. Các bạn thấy là luật sư Ngô Thị Hoàng Anh và luật sư Đào Kim Lân cũng đã bị triệu tập ngày 14, ngày 15 tới tháng 3 rồi. À, mà nghe đâu đó là hai vị luật sư này không có tới nha các bạn. Còn luật sư Đặng Đình Mạnh hôm nay có tới hay không thì chúng ta không biết. À, và các bạn thấy không? trong thời gian gần đây thì các thầy thì đã bị đi ở tù hết rồi. Thì các thầy trong trại giam đó các thầy đã gọi điện thoại về cho các cô. Tại vì à, cách đây hơn 3 tuần trước chính các thầy ở trong trại giam cũng bị công an của tỉnh Long An đó, điều tra vấn đề lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Do đó thì các thầy đã gọi điện thoại về cho các cô ở trong thiền am nói là các cô hết sức cẩn thận và đề phòng cảnh giác Tại vì hiện nay thì nhiều cái nhóm trục lợi và cái đám nghĩa để các bạn nó gọi điện thoại vào trong thiện an bên bầu của chủ á. À, nào là ủng hộ à, tiền 5 triệu, 10 triệu, 100 triệu hay là nhiêu đó. Để mà nó ghi âm, thu âm để nó làm bằng chứng đó. Nó cung cấp cho công an của tỉnh Long An. Rồi à, vấn đề mà khởi tố về thiện an bên bờ của chủ vấn đề lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Và thưa các bạn, thì cái bọn đa đề cái bọn à, mặt nạ này á, các bạn thấy là tất cả mặt nạ của chúng dần dần rớt xuống từng ngày từng ngày ha, từ mặt nạ rớt xuống từng cái một. Và các bạn biết là trong cái thời gian mà các thầy bị đang bị điều tra vấn đề lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì chính trong cái thời gian đó bọn đa đề này, bọn mặt nạ này và chính thằng Lê Thanh Minh Tú đã lên trên mạng công khai vắt trần là số tiền bọn chúng nó chuyển vào trong Thiền A bên bầu vũ trụ ví dụ như là số tiền 10.000 đô là 237 triệu. Ngoài những cái số tiền đó những cái số tiền lẻ tẻ ha, 6.000 đô nè của cô Hoa nè, hoặc là những cái số tiền để mà cho bên Thiền A bên bầu vũ trụ để mà xây những cái cửa sắt hoặc là xây uh, uh, vấn đề mà nhà cửa các bạn trong thời gian mà Thiền A bên bầu vũ trụ người ta đang xây dở cái công trình đó dạ thưa các bạn thì các bạn thấy là bọn chúng nó không những mà đem tiền bạc lên, thậm chí là những cái quà cáp, những cái tủ lạnh ở bên Thiền An bên bờ với trụ bọn chúng cũng lên bóc phốt để chi để cho cơ quan công an Long An người ta nhận thấy rõ những cái việc bên Thiện A bên bờ với trụ những cái nhận nhận những cái món quà này của những người mạnh thường quân nào. Các bạn thấy là bọn chúng nó rất là ghê gớm. À bọn chúng nó hỏi là à những cái tủ lạnh đó à của Nguyễn Tiến Dũng á thì cái uh, biên nhận biên lai like của tiền mà mua hai tủ lạnh ra làm sao rồi bọn chúng nó cung cấp lên bọn chúng nó đưa lên trên tháp cộng đồng để nhằm cho cơ quan công an Long An người ta thu thập những cái chứng cứ đó hết các bạn thấy là rất là nguy hiểm bọn này á các bạn thấy là cái bọn lật mặt này và cái nhóm trục lợi này á khi mà thiền am mà đang yên bình ha đang được hưởng phước thì bọn chúng sao các bạn nó lên trên mạng nó nói là nó sẽ bỏ về thiền am bên bờ vũ trụ đến hơi thở cuối cùng à, nó ra, ra ra sức là sao yêu thương các bé rồi ủng hộ các thầy các cô à, rồi bây giờ sao thiền am có biến thì chính thằng lê thanh minh tú lên trên mạng vào ngày 14 tháng 3 cái thằng này các bạn nó nói thì sao nó tuyên bố một câu lần sau nó không quan tâm những người thiền nga bên bờ vũ trụ nó để mặc kệ các cô nó nói các cô à, có tội thì phải để cho thiền nga thì phải để cho công an của tỉnh Long An á, xử tội các cô chứ không thể nào mà bao che được các bạn thấy không rồi tiếp tục nó đi du lịch tiếp ha nó đi tháp nhạn mấy ngày vừa qua thì các bạn thấy là nó du lịch từ nam chí bắc nào là mũi cà mau xuống tới uh, miền uh, tận cùng của đất nước rồi đến chợ nổi cá răng thì bọn chúng nó ha lê lết tới khánh hòa, nha trang rồi à, mấy trong gần đây á thì tới chạy à, đến cái động phong nha ở bên đà nẵng bây giờ bọn chúng nó thẳng tiến tới hà nội các bạn các bạn thấy là cái bọn này á cái suốt ngày nó đi ăn chơi chắc tán vậy á, thì đó phải là tiền của bọn chúng nó bỏ ra mà chính là tiền của những người mạnh thường quân bên ngoài đó đã cúng tiền cho bọn chúng À, cháu mặt thế nào bọn chúng cũng nói là ra Hà Nội để mà đi cầu cứu người này đi cầu cứu người kia để chi để cuối cùng bọn chúng nó kêu gọi bỏ tiền vào túi cái bọn này nó rất là ma mảnh mặt khác á, thì bọn chúng nó đe dọa các cô bên Nga bên bờ của trụ mặt khác thì bọn chúng nó kêu gọi à, phải à, các cô phải à, ký hợp đồng với năm vị luật sư của bọn chúng nó à, cái thằng Lê Thanh Minh Tú làm sao trong khi gia đình nó trong khi gia đình Thiện nga đang bị vấn đề khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản á, thì nó không lo gia đình nó các bạn nó lại đi lo à, các vị à, luật sư của nó à, chú của nó trong khi chú của nó là luật sư mà chú của nó vấn đề luật sư thì chúng nó phải biết à, để mà bảo vệ cái à, thân của chú nó chứ không lẽ chú nó là luật sư mà chú nó không hiểu về luật không biết về luật sao trong khi một cái người luật sư thì nó đi lo lắng một cái người ngoài nó đi lo lắng mà trong khi những người như là cha nuôi của nó là thầy ông nội đó và tất cả các thầy cô cũng như các bé trong thiền an bên bảo trụ thì nó nói là nó không quan tâm nó sống chết mặt bay các bạn thấy là bây giờ á, những anh em của nó ở trong trại giam thạnh hòa với long hòa các bạn thì uh, luật sư thanh trần đã xuống ở dưới uh, Long An á, để mà thăm cái thầy làm đơn để giảm án các thầy thì chính cái thằng Lê Thâm Anh Tú sao nó lên trên mạng nó viết trên tháp cộng đồng nó chửi nó nói tại sao những người thì nga bên bờ vũ trụ á không có tội mà phải sao phải xuống ở dưới các trại giam để làm đơn giảm án các thầy các bạn thấy không ngay cái việc mà thăm các thầy ngày 30 Tết cũng vậy thì chính thằng Lê Thâm Minh Tú nó lên nó chửi luật sư Thanh Trần nào là không chính miệng, không có đầu lạnh, không có máu lạnh như nó. Tại vì nhờ có đầu lạnh máu lạnh như nó đó thì nó không cần đi thăm. Nó vẫn ở nhà đi ăn chơi chát tán rượu chè. Các bạn thấy là nó làm việc ở công ty chăm sóc khách hàng ở công ty mobile phone đó. Thì bây giờ nó bị đuổi ra các bạn. Tại vì các bạn biết là nó đi làm một ngày mà đi chơi tới một tháng lận. Thì công ty nào mà chứa chấp cái thằng này thằng này bây giờ lê lết hết chỗ này đến chỗ kia, chỗ kia đến chỗ nọ lên trên mạng để bới móc luật sư thanh trần luật sư nguyễn hồng sơn rồi à, chửi luật sư thanh trần nguyễn sơn trong khi nó ở nhà của luật sư nguyễn hồng sơn trong thời gian mà bị cái đám nghĩa địa nó nó đang truy tìm các bạn thì chính thằng này nó ăn ở nhà người ta, nó ăn cơm người ta thậm chí là nó ỉa luôn đái nhà người ta mà bây giờ sao nó lên nó chửi luật sư thanh hồng nguyễn hồng sơn không ra một cái thứ gì thì hỏi các bạn chứ cái thằng này có phải là một cái thằng á, ăn cháo đó bác là một cái thằng xúc xanh trong xã hội của các bạn các bạn thấy là cái bọn này là, là cái bọn lừa đảo và chiếm đoạt tài sản mình mong cho công an của tỉnh long an á trong cái việc khởi tố bị can vấn đề lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì đem hết cái nhóm trục lợi này lôi từng đầu từng con ra một để khởi tố bọn chúng và tống chúng bọn chúng vào trong trại T30 để mà minh oan cho những người thiện nga bên bảo trụ. Những người thiện nga bên bảo trụ là những người chưa bao giờ kêu gọi tiền mạnh thường quân và cũng chẳng mà bây giờ lên mạng á để mà xin xỏ ai. Mong là cơ quan chức năng kỳ này phải làm rõ cái việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản tống cổ hết những cái nhóm trục lợi này vào trong tù các bạn qh sẽ nhận clip tại đây xin chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và tràn đầy năng lượng xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ à. thank you bye bye